Cậu ta còn cố ý sắp xếp cho bọn họ mặc áo sơ mi màu đỏ trắng. Ngoài ra suốt thân còn trong sạch nữa. Thật là có tâm mà. Ưng Phi Phi cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Nhưng sau khi suy nghĩ thì đã ngoái lại nhìn cậu ta. Cảm ơn anh, nhưng tôi không chọn chúng người nào cả. Tôi ghét nhất là lập trình viên. Sao vậy? Lập trình viên còn không xứng với cô sao? chỉ thích mấy tên mặt trắng lần trước thôi đúng không một tên gay ngầm vậy mà cô còn một lòng một dạ với anh ta à gay ngầm ưng ừ, phi phi không muốn để ý đến cậu ta nữa cô giẫm giày cao gót hậm hực đi về phía căn hộ bởi vì trong lòng còn tức giận nên lúc đi qua cái nắp cống cô đã giẫm quá mạnh thế là bàn chân bị trẹo gót giày gãy đôi đúng là muốn chửi thề ha Cô mang toàn đồ rách nát gì vậy hả? Mạc lương vũ đừng hóng chuyện sau lưng cô, đắc ý rung đùi mà châm chọc. Sao nhìn kiểu gì cũng thiếu đánh thế này? Tôi... Ưng ừ, Phi Phi còn chưa nói được lời nào thì Mạc Lương Vũ đã cất bước tiến lên, cúi đầu nhìn gót giày đã gãy mất của cô rồi chật lưỡi. Chật, có cần tôi giúp không? Mặc dù nói là như vậy nhưng động tác của cậu ta thì hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Ưng Phi Phi thầm phì nhổ mặc lưng vũ, cởi giày ra cầm trong tay, rồi mới trừng mắt, mang theo vẻ ghét bỏ và không ưa nhìn cậu ta. Không cần, tôi chỉ cần anh cách xa tôi ra, tạm biệt. Nói xong cô đi chân trần, chạy đến cửa hành lang, quét mở thang gác cổng, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mù. Mặc lương vũ nhìn theo bóng lưng của cô, rồi bĩu môi lấy chìa khóa xe ra Vừa đi vừa nói Xì, sì, đồ không biết điều Không dễ thương chút nào cả Lãng phí vô ích 20 người đàn ông Mà cậu ta đã chuẩn bị cho cô xem mát Chẳng chọn được người nào Thì đó là vấn đề của cô Anh Tư cũng đừng có trách cậu nha Đêm nay, lúc nhiên thời thất Và tần bách ruột về đến Vịnh Lâm Hồ Thì đã sắp 9 giờ rưỡi rồi Người đàn ông bên cạnh đang chợp mắt nghỉ ngơi. Dường như anh rất mệt mỏi, trên người còn có mùi thuốc lá rất nồng đậm. Nghiên thời thất cảm thấy đau lòng, bèn tựa vào bên cạnh người anh, im lặng không hề nhúc nhích mà bầu bạn cùng anh. Trước cửa vịnh lâm hồ, chắc hàn nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu, muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ quấy dày. Lúc này, Tần Bách Duật đã chậm rãi mở mắt ra, trong mắt anh hiện lên tơ máu vùng chán khẽ giãn ra, rồi mới tiện tay cầm tài liệu lên, nằm lấy tay nghiên thời thất xuống xe. Anh chờ em chút nha. Lúc đã đi được hai bước, nghiên thời thất bỗng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, xoay người, đi đến bên cạnh xe, gõ lên cửa sổ xe một cái. Cửa sổ xe dần hạ xuống, chắc hàn nhìn cô. Cô chủ, có gì không? Nhìn thời thất dương mắt, liếc tần bách ruột, rồi lập tức đè thấp giọng xuống hỏi có phải gần đây anh ấy bận rộn như vậy là có liên quan đến hạng mục thi công xây dựng của nhà họ nghiên không đây cũng không phải là cô suy đoán lung tung mà lúc trên xe cô đã vô tình nhìn thấy nội dung trong tài liệu chính là dự án góp vốn kinh doanh của nhà họ tần và nhà họ nghiên chắc hàn ngồi bên trong xe hơi sửng sốt vô thức nhìn xuyên qua ô cửa kính xe kế bên người lái về phía tổng giám đốc đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo không dám nói nhiều chỉ khẽ gật đầu xem như là đáp lại nhiên thời thất suy nghĩ trong chốc lát ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài sau khi nói cảm ơn thì cô lập tức đi trở về bên cạnh tần bách duật anh ấy bận rộn như thế mà còn phải tự mình đi giải quyết chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm rồi anh duỗi tay ôm lấy phòng eo thon gọn của cô lúc kéo cô đến bên người thì giọng nói có phần không vui. Đi ngược về làm gì vậy? Cô và chắc Hàn còn có chuyện để nói sao? Nghiên thời thất tựa vào trong lòng anh, ngước mắt lên, thấy anh mím chặt môi lại, ánh mắt u ám mang theo nguy hiểm, thì cô lập tức cười khẽ thành tiếng. Không làm gì cả, em chỉ bảo anh ấy lái xe cẩn thận thôi. Anh không lên tiếng nhưng lại đột nhiên cảm thấy Chắc hàn vừa dư thừa lại còn vương víu. Chắc hàn vừa dư thừa lại còn vương víu. Tôi thật sự rất khó sống mà. Đêm khuya, nghiên thời thất chăn trở khó ngủ. Bên người lạnh lẽo, tần bách ruột còn ở phòng sách chưa về. Cô lấy điện thoại ra nhìn thử thời gian. 23 giờ 52 phút. Nghiên thời thất bật đèn bên cạnh lên, tựa vào đầu giường rồi rơi vào suy nghĩ. Sau đó không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào Chỉ nhớ mang máng là có người đắp chăn lên cho cô Rồi lại hôn nhẹ lên chán cô một cái Động tác rất dịu dàng Hâm nóng giấc mộng đẹp của cô Ngày hôm sau, chủ nhật Sáng sớm, nghiên thời thất dặn dò chị Lâm xong Rồi lập tức đi ra ngoài Cô không nói là mình đi đâu Mà chị Lâm cũng không hỏi nhiều thêm Trong phòng sách Tần Bách Duật áp điện thoại di động lên tay nghe âm thanh từ đầu bên kia, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú rất sắc bén và thâm thúy. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt lạnh lùng của anh híp lại. Khi mở miệng thì giọng điệu trầm thấp lạnh nhạt. Chắc chắn đã bị chuyển tới đế kinh rồi sao? Người trong điện thoại lại nói mấy câu. Tần bách ruột rủ mắt, ánh mắt bắn ra tia sáng ác liệt, khiến người khác phải khiếp sợ. Đừng bứt dây động rừng, đi tra số tiền đó chảy vào tài khoản nào trước đã. cúp điện thoại, Tần Bách Duật rút một điếu thuốc từ trong hộp ra, kẹp giữa môi. Sau khi châm, liền rít một hơi sâu, khói trắng tỏa ra xung quanh anh, nhàn nhạt, nhạt lượn lờ, rồi phân tán vào không trung. cốc cốc cốc, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề. Sau khi anh lên tiếng đáp lại, thì chị Lâm mừng bữa ăn sáng từ ngoài cửa đi vào đặt lên bàn cậu chủ đây là bữa sáng cô chủ dặn tôi đưa vào cho cậu vẻ mặt ác liệt của anh dịu đi vài phần cô ấy đã ăn rồi sao chị lâm sửng sốt cô chủ chưa ăn sáng đã ra ngoài rồi cô ấy không nói với cậu sao tần bách duật im lặng chị lâm nhẹ giọng dặn dò anh dùng cơm rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng sách. Tần Bách Duật cầm điện thoại di động, ngón cái vuốt ve màn hình. Sau một lát suy nghĩ thì vẫn đặt điện thoại lên bàn. 9 giờ rưỡi sáng tại nhà họ nhiên. Thời tiết cuối thu mát mẻ, mây gợn nhàn nhạt, nhạt như bông cuộn trên bầu trời xanh. Thỉnh thoảng gió mát khẽ lướt qua, mang theo vài chiếc lá từ từ xoay tròn, rồi rơi xuống. Lung nhiên thời thất xuống xe, Xuyên qua lá phong trước cửa rơi xuống mà nhìn về phía cánh cổng sát đã lâu chưa về. Trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Cô dẫm lên lá rụng vào cổng. Đi tới trước cửa, người giúp việc vừa mới nhìn thấy cô thì đã ngạc nhiên chào hỏi. Cô chủ, cô đã về rồi. Nhìn thời thất gật đầu mỉm cười. Ba tôi có ở nhà không? Người giúp việc liền thoáng trả lời. Có ạ." Ông chủ đang ở phòng sách Đi vào phòng sách Bước chân của nghiên thời thất hơi chậm lại theo quán tính Cô dương mắt quan sát bốn phía Không thấy bóng dáng của bà Liên Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Người giúp việc đứng trách sau lưng Thấy tầm mắt cô nhìn xung quanh Thì đi tới bên cạnh ngập ngừng nói Gần đây bà chủ không có ở nhà Nghe nói là ra ngoài du lịch rồi Ừ tôi biết rồi Thật ra thì mọi người đều biết chuyện bà Liên trọng nam khinh nữ, chỉ thích cậu chủ Nghiên Thời Dương thôi, còn đối xử với Nghiên Thời Thất vô cùng nghiêm khắc và cay nghiệt. Lên lầu 2, Nghiên Thời Thất dừng lại trước cửa phòng sách một lát. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới giơ tay lên gõ cửa. Lúc cô đẩy cửa ra, ông Nghiên trong phòng sách ngước mắt từ trên bàn nhìn lên. Khi nhìn thấy người đến là cô, thì rõ ràng là ông rất ngạc nhiên. Con gái, sao hôm nay lại trở về? Ngạc nhiên qua đi, ông Nhiên cười gọi cô đi vào phòng. Ông khép tài liệu bày ra trên bàn lại, rồi cẩn thận đặt sang một bên. Ba, hôm nay vừa lúc có thời gian, cho nên con về thăm nhà. Không làm phiền ba chứ. Không phiền, mau ngồi xuống đi. Ông Nhiên ra hiệu cho cô ngồi xuống trên chiếc ghế trước bàn làm việc rồi quan sát thật kỹ trên người cô một hồi sức khỏe không có gì đáng ngại chứ hai ngày trước ba có thấy trên tin tức đưa tin con bị thương do gần đây bận quá nên ba không đến thăm con được mới bảo em trai con đi nhưng nó cũng chẳng nói rõ cho ba biết nguyên do ra sao nữa con không sao cả ba không cần lo lắng nghiên thời thất ngồi đối diện ông nghiên nhìn ông chằm chằm không hề chớp mắt Năm nay, ông Nghiên đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng không thấy có vẻ gì già cả. Vô cùng trẻ trung, tinh thần dồi dào, quắc thước. Chỉ là không biết có phải gần đây quá bận rộn hay không, mà mặt mày ông lại vô cùng uể oải. Chẳng qua bao lâu, ông Nghiên uống một ngụm trà. Ánh mắt lơ đáng nhìn về phía cửa phòng sách. Bách ruột không tới sao? Dạ không. Trả lời xong, Nhiên Thời Thất nhận lấy cốc trà mà ông Nghiên đưa tới. "Chỉ mình con về thôi." Có lẽ là ảo giác, khi cô vừa nói dứt câu này thì dường như vẻ mặt căng thẳng của ông Nghiên đã buông lỏng đi phần nào. Nhiên Thời Thất không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ rủ mắt xuống uống trà, trong lòng thì đeo đuổi suy nghĩ của bản thân. "Con gái, nếu về một mình thì trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi." Đúng lúc nói cho ba biết tình trạng gần đây của con với bách ruột luôn không thành vấn đề ba trò chuyện mấy câu đơn giản nghiên thời thất rời khỏi phòng sách cô trở về phòng riêng của mình nhìn bài trí quen thuộc ở bên trong rồi ngồi lên mép giường vuốt ve ga giường vải bông gương mặt thẫn thờ ban nãy lúc ở phòng sách cách cư xử của ông nghiên thật sự rất kỳ lạ lấy lại tinh thần Cô mở tủ quần áo lấy vali ra Chỉ đơn giản thu dọn một ít quần áo thu đông Định bụng mang về Vĩnh Lâm Hồ Ở nhà họ nghiên cả buổi trưa Dường như cô đã quay trở lại trạng thái độc thân Chưa lập gia đình Ở trong phòng của mình đọc sách Rồi đờ người ra Duy chỉ có sự ưu sầu quấn quanh nơi đáy lòng Là làm hỏng đi sự yên ổn của cô Khiến cô không thể nào tập trung đọc sách được cả Trong lúc này, cô nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam. Vụ án của Diệp Tịnh Noãn sẽ được xử trong mấy ngày này. Nghiên thời thất ngồi xếp bằng ở đầu giường, động tác quý đầu lật sách hơi khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên. Ừ. Thành Nghiệp Nam nghe như vậy thì máu huyết lập tức sôi trào. Như vậy là xong rồi sao? Sao em không hỏi thử, có thể xử bao lâu? Có thể bị xử bao lâu? nghiên thời thất lặp lại giống như con vẹt học nói vậy. Thành nghiệp nam ngồi bắt chéo chân trong phòng làm việc, run đầu gối. Sẽ không dưới ba năm. Lần này, anh đã tìm luật sư nổi tiếng trong nghề. Kể cả lời nói trên mạng của cô ta. Còn có hình mà cô ta chụp lén em, đếm tội để phạt. Đừng nghĩ đến chuyện đi ra dễ dàng. Vừa nói, thành nghiệp nam vừa châm một điếu thuốc. Dường như tâm trạng rất tốt. Nhân thời thất bắt được một câu nói trong đó của anh ta. Lời nói gì ở trên mạng của cô ta? Trong ấn tượng của cô thì Diệp tịch Noãn chưa từng đăng ngôn luận gì không thích đáng lên Weibo cả. Bởi lẽ cô ta còn phải giữ lại hình tượng nữa mà. Thành nghiệp nam rít một hơi thuốc lá. Cô ta có một tài khoản phụ tên là Hạnh Phúc Ấm Áp đã đăng hơn một 000 lời bình luận tấn công nhục mạ em trên các trang mạng lớn con mẹ nó chứ, cái gì mà hạnh phúc ấm áp? Để lần này anh cho cô ta nếm thử cái gì gọi là hạnh phúc nơi đáy lao tù. Hơn một nghìn bài bình luận, đúng là vất vả cho cô ta quá. Cúp điện thoại, nghiên thời thất khép quyển sách lại, đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công. Nhìn bầu trời trong xanh sáng sủa, bên ngoài cửa sổ, đôi môi cô dương lên nụ cười yếu ớt. Diệp tịch noãn bị phạt tù, đơn giản là tự làm tự chịu. Chờ phán xử xong thì cô sẽ tìm một cơ hội đi thăm tù. Vừa mới nghĩ đến tình cảnh gặp nhau giữa trong và ngoài hai chấn song sát thì cô đã cảm thấy mong đợi rồi. Có lẽ Diệp Tịch Noãn sẽ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như hôm nay đâu nhỉ. Gần 12 giờ trưa, người giúp việc tới gõ cửa, mời cô xuống tầng dùng cơm. Trong phòng ăn, chỉ có một mình ông Nhiên đang ngồi ở đầu bàn. Tay trái ông cầm một ly rượu trắng, đã còn được phân nửa, đang đặt trước mũi người. Ba Nghiên thời thất chào hỏi xong liền ngồi xuống. Trong bữa ăn, ông Nhiên đặt ly rượu trắng xuống, nhìn Nghiên thời thất với đôi mắt hiền từ hỏi. Con gái, gần đây con và Bách Duật sống chung có hợp không? Nghiên thời thất đặt bát cơm xuống, cười nhạt trả lời dạ cũng xem như là hợp ba không cần phải lo lắng ông nhiên cảm khái vậy là tốt rồi trước khi cưới hai người trẻ tuổi các con chưa được tiếp xúc nhiều cho nên sau khi cưới khó tránh khỏi va chạm con phải thông cảm và bao dung nhiều hơn có biết không với lại ba thấy tin tức liên quan tới con trên mạng gần đây rất lộn xộn cho dù nhà họ tần không nói nhưng không có nghĩa là họ không nhìn thấy bây giờ con cũng là người có thân phận rồi cho nên nếu có thể thì hãy ngừng công việc đó đi đừng xem trọng nó quá nghe thấy lời này ấn đường nghiên thời thất khẽ nhú chặt lại cô gác đũa lên trên tô mì rồi nói ba trên mạng bảo sao hay vậy cho nên ba đừng để ý với lại bây giờ công việc của con đang phát triển rất tốt Tuần sau còn còn phải đến Đế Kinh quay phim, tạm thời con chưa có ý định rời khỏi giới, còn về phía nhà họ Tần. Một tiếng loảng xoảng vang lên, trong lúc Nghiên Thời Thất đang nói chuyện, bỗng dưng ông Nghiên lại vươn tay, đụng ngã ly rượu bên cạnh, rượu trắng vẩy ra nửa cái bàn. "Ba, cẩn thận." Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu nhìn thấy động tác của ông Nghiên thì đã vội vươn tay cản lại ly rượu sắp lăn khỏi mặt bàn. Ông Nghiên ngơ ngác bàng hoàng trong hai giây rồi mới gọi người giúp việc tới quét dọn. Người giúp việc lau khô rượu trắng bị thầm xuống bàn, mang ly rượu đi, không chung vẫn còn thoang thoảng mùi rượu gây mũi. Ông Nghiên ho nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt lại, nhìn Nghiên thời thất. Sao lại đột nhiên muốn đến đế kinh quay phim? là quyết định lâm thời ạ. À. Trong mắt nhiên thời thất lóe lên sự tìm tòi nghiên cứu. Ba không muốn con đóng phim sao? Chuyện đó thì không cấm. Ông nhiên cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thức ăn, ngay xong mới lên tiếng. Nhưng ba vẫn lo lắng, một mình con đến đế kinh. Là như vậy sao? Nhiên thời thất giấu đi biểu cảm trên mặt, cầm đũa lên chọc cơm con không đi một mình, có trợ lý đi cùng ạ. À. Chuyện đóng phim còn có người quản lý thu xếp chuẩn bị. Nói xong cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông Nghiên, giọng điệu kín đáo dò hỏi. Có phải ba không muốn con đi đến đế kinh hay không? Sao có thể chứ? Ông phản bác quá nhanh, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi trong lòng không dễ nhận ra. Ước chừng là đã nhận ra gì đó cho nên ông Nghiên bèn cầm chiếc khăn bên cạnh lên, lau tay. Con gái, con nghĩ nhiều quá rồi. Ba chỉ thấy bất ngờ vì con lại chọn đóng phim mà thôi. Và lại, đế kinh không giống như lệ thành. Để con đi một mình, ba khó tránh khỏi lo lắng. Nếu như có trợ lý đi chung thì không sao. Lời giải thích này rất hợp lý, nhưng lại không đủ để loại bỏ sự nghi ngờ của nghiên thời thất cô đột nhiên nhớ đến cứ cách mấy tháng là ông nghiên và bà liên sẽ đến đế kinh một lần ánh sáng trong mắt hơi tối xuống mang theo giò xét có phải nhà chúng ta cũng có làm ăn ở đế kinh không ánh mắt ông nghiên lập tức trở nên phức tạp nhìn về phía cô sao vậy ừ, cô đọc ra được sự phòng bị của ông nghiên trong lòng đủ loại cảm xúc hỗn tạp không thể diễn tả được nghiên thời thất lắc đầu không có gì con chỉ hỏi mà thôi sau đó bữa cơm này rất yên tĩnh yên tĩnh gần như đè nén ông nghiên không nói lời nào thậm chí cũng không hỏi tới tình hình gần đây của cô và tần bách duật nữa nghiên thời thất ngồi ở bên cạnh ông cẩn thận quan sát mới phát hiện tâm trạng của ông dường như rất nặng nề bởi vì cô sắp đến đế kinh quay phim sao rốt cuộc thì đế kinh có cái gì sau bữa cơm trưa ông nhiên đứng dậy muốn đi đến phòng sách con gái con cứ ăn từ từ đi ba lên tầng trước đây ông đi rất gấp gáp bóng lưng lúc đi lên lầu hơi khom lộ ra vẻ vô cùng tang thương một mình nghiên thời thất ngồi trước bàn ăn tâm trạng bị ảnh hưởng cũng không còn khẩu vị gì cả một giờ rưỡi chiều cô sách vali của mình rời khỏi nhà họ nghiên trước khi đi cô đến phòng sách chào tạm biệt ông nhiên tay chỉ mới rơi lên còn chưa có rơi lên cánh cửa khép kín thì cô đã nghe thấy một tiếng gầm lên từ bên trong cửa truyền ra kết hợp với âm thanh ly sứ bị rơi xuống đất liên bích tú có phải bà điên rồi không hả ba ngày tôi chỉ cho bà ba ngày bà phải mang theo người và tiền trở về đây cho tôi nếu không thì đừng có trách tôi không cảnh cáo bà lấy tiền công dùng cho bản thân cũng đủ bị xử tù rồi đấy. Tay của Nghiên Thời Thất khựng lại giữa không trung, đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm tràn đầy lửa giận của ông Nghiên đang trong cơn thịnh nộ. Chẳng lẽ bà Liên đụng vào tiền của công, dùng nó để đi du lịch? Ha, nhà họ Nghiên không nghèo đến mức này. Ngay sau đó, cô lại nghe thấy tiếng mắng chửi của ông Nghiên. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi bà phải mang tiền về cho tôi ngay lập tức hạng mục sắp khởi công rồi nếu như bị nhà họ tần tra được số tiền này bà là muốn làm cho nhà họ nghiên muôn đời không thể ngóc đầu lên được sao sau đó bên trong phòng sách đã hoàn toàn yên tĩnh lại cuối cùng nghiên thời thất cũng không có gõ cửa chỉ dừng chân trong chốc lát thôi đúng lúc này điện thoại di động nhận được tin nhắn của lăng tử hoan sau đó cô bèn nhờ người giúp việc giúp chuyển lời lại cho ông Nghiên, rồi lập tức rời khỏi nhà họ Nghiên. Thì ra là bà Liên đã lấy tiền vốn của hạng mục này. Nghiên thời thất vừa rời khỏi nhà họ Nghiên thì đã lên một chiếc xe chuyên dụng do Mục Nghi lái tới. Tối nay cô cần phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện tư nhân. Đây là kiệt tác của thành nghiệp nam, yêu cầu cô mang theo vết thương lộ mặt. Trên xe, Lăng Tử Hoan đang ngồi bên cạnh, liệt kê công việc của ngày hôm nay thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Cô nàng ngừng nói nhìn về phía nghiên thời thất. Chị, điện thoại gieo kìa. Lăng tử hoan dương mắt nhìn nghiên thời thất, thấy tầm mắt của cô đang rơi trên cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Trên mặt là sự trầm tĩnh nghiêm túc, cho nên không khỏi nhắc một tiếng. Nghiên thời thất hoàn hồn lại, nhìn lăng tử hoan cười nhẹ, rồi mới rời mắt tới hiển thị cuộc gọi tới, Ấn đường không tự chủ được mà hơi nhíu lại Bà Liên Alo, mẹ Nhiên thời thất cầm điện thoại đổi sang ngồi ở hàng ghế sau cùng Hạ thấp giọng Cô cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của bà Liên Trong đầu lập tức nghĩ đến cuộc trò chuyện cách đây không lâu Đã nghe thấy trước cửa phòng của ông Nhiên Con đang làm gì vậy? Có tiện nói chuyện không? Trong điện thoại, Giọng nói của bà Liên rất trầm thấp, thoáng lộ ra vẻ nôn nóng. Nhìn thời thất nhìn lăng tử hoan, gò má áp sát điện thoại, xoay ra ngoài cửa sổ. Tiện, sao vậy ạ? À? Sau một lúc im lặng, lời bà Liên nói ra khiến người ta giật mình. Chỗ con có tiền không? Mẹ cần bao nhiêu? Cô hơi trồm người tới, lấy túi sách trên cái ghế mà ban nãy đang ngồi lúc đang định mở ra thì đã nghe bà Liên nói, "5 triệu có không?" Động tác lục ví của Nghiên Thời Thất dừng lại, vừa mở miệng đã muốn 5 triệu. "Mẹ, mẹ cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" Đây là lần đầu tiên bà Liên mở miệng hỏi tiền cô, cảm giác rất kỳ lạ. Nghiên Thời Thất lập tức suy đoán, phải chăng là có liên quan đến chuyện bà ta dùng tiền công của hạng mục Tiếng hít thở của bà Liên rất gấp gáp, giống như đã mất hết kiên nhẫn vậy. Giọng điệu rất không khách sáo. Cô hỏi tôi làm gì? Rốt cuộc là có hay không? Nhìn thời thất rủ mắt xuống, đặt túi sách qua một bên, tầm mắt rơi lề đường. Tầm mắt rơi vào lề đường bên ngoài cửa sổ. Một người phụ nữ đang bế con gái mua trong chóng, hình ảnh quá ấm áp, khiến mắt cô cay cay. Mẹ của cô cũng đang gọi điện thoại với cô đấy, nhưng sự đối lập với khung cảnh bên ngoài cửa sổ lại đầy châm chọc. Con không có. Nghiên thời thất rời ánh mắt về, giọng điệu thản nhiên. Nghe thấy câu này thì rõ ràng bà Liên đã khựng lại một giây, rồi lập tức cao giọng. Không có, 5 triệu mà cũng không có, vậy cả ngày cô ở bên ngoài là bận làm cái gì? Ha! Vẻ diễu cợt nơi đáy mắt nhiên thời thất trở nên rõ ràng hơn. Cô không khỏi hỏi ngược lại. Mẹ, con bận làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu mẹ cần gấp như vậy, đúng lúc con cũng đang ở nhà họ nghiên đây. Hay là con giúp mẹ hỏi ba con thử xem ha? Tút tút tút, điện thoại bị ngắt chỉ trong một giây. Nhiên thời thất cầm điện thoại di động, ánh mắt tối tăm nhìn số điện thoại của bà Liên. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một chuyện. Nếu bà Liên dùng tiền của công thì có phải đã chứng minh bà ta đã dùng hết số tiền và quà vật lễ hỏi trước đây của nhà họ Tần vào việc khác luôn rồi hay không? Thật ra thì cô có 5 triệu, nhưng cô sẽ không lấy 5 triệu này để che đậy hành động ăn chặn của bà ta đâu. Một giây trước, ông Nghiên nghiêm khắc yêu cầu bà ta mang tiền về, mà lúc này bà ta lại gọi điện thoại đòi tiền cô rồi. Là muốn vặt đầu cá vá đầu tôm sao? Rốt cuộc thì bà ta lấy tiền làm cái gì? Lăng tử hoan, ngồi ở hàng ghế trước len lén nhìn sắc mặt căng thẳng của nghiên thời thất. Nghe thấy cô nói vấn đề tiền, cô nhóc còn cảm thấy hơi lo lắng, trần trừ nhích lại gần, dè dặt hỏi. Chị, không có chuyện gì chứ? Nếu như thiếu tiền thì cô có, nhưng lại không thể nói hủy tuyệt lời này ra được. Nếu thật sự không được thì đi tìm chú hai làm người trung gian Mạch suy nghĩ của Lăng Tử Hoan bay lên bay xuống, một giây kế tiếp đối diện với ánh mắt của Nghiên Thời Thất thì đã nghe cô nói. "Không sao, dạ tiệc từ thiện diễn ra vào lúc mấy giờ?" "6 giờ rưỡi." Lăng Tử Hoan không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. "Vậy thì đưa chị về Vịnh Lâm Hồ trước đi." Vịnh Lâm Hồ, Tần Bách Duật cũng không có ở nhà. Nghiên Thời Thất tiện tay đặt vali đồ mà mình mang từ nhà họ Nghiên vào trong phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sâu thẳm nhìn thất thần một nơi nào đó. Hành động cử chỉ của bà Liên quá kỳ lạ, khiến cho cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác lo lắng và không yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiên Thời Thất vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông Nghiên. Sau khi điện thoại được nối máy, ông Nghiên ngạc nhiên mở miệng trước. "Con gái" sau lúc đi không nói với ba một tiếng trong giọng nói vẫn tràn đầy hiền từ và thương yêu như vậy nghiên thời thất khẽ quấn lấy sợi tóc ở đầu ngón tay con thấy ba bận rộn cho nên không muốn làm phiền với lại buổi tối cũng có công việc nên con mới đi về trước ra là vậy thế con cũng nên chú ý đừng để vất vả quá bây giờ gọi điện cho ba có chuyện gì sao Nghe thấy câu hỏi của ông Nghiên, cô cũng không trình bày quá chi tiết mà chỉ thăm dò nghi hoặc nói: "Ba, mẹ vừa mới gọi điện cho con, hỏi con lấy 5 triệu, trông có vẻ rất gấp. Có phải bà ấy gặp phải chuyện gì rồi không?" Vừa mới dứt lời, cô đã nghe thấy tiếng hít thở của ông Nghiên trở nên nặng nề, giọng điệu hơi dương cao. "Con nói cái gì? Bà ấy đòi tiền con hả?" nghiên thời thất chỉ dạ một tiếng đợi ông nghiên trả lời khốn kiếp đúng là càng ngày càng lớn gan ông nghiên khẽ mắng một tiếng sau đó mới giả vờ thoải mái nói con không cần phải để ý tới bà ấy có lẽ là làm mình làm mẩy với ba cho nên muốn xả giận vậy thôi con gái con chưa đưa tiền cho bà ấy đúng không còn chưa đưa ba con không biết có chuyện gì cho nên mới nghĩ đi hỏi ba trước. Xem ra ông Nghiên còn chưa định nói rõ ngọn nguồn chuyện này cho cô biết. Lúc này, giọng điệu của ông Nghiên đã hơi sốt ruột. Bà ấy không sao đâu, tất cả đều ổn thỏa. Con đừng có đưa tiền cho bà ấy, cũng không cần quan tâm đến chuyện trong nhà đâu. Dường như không kịp đợi cô đáp lại mà ông Nghiên đã cúp máy rồi. Trong phòng khách, đôi mắt Nghiên thời thất trở nên lạnh nhạt. Cô rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hòa với sự lạnh lẽo tối tăm. Nhà họ nghiên bắt đầu không yên ổn rồi sao? Buổi tối còn có dạ tiệc từ thiện, cô không có nhiều thời gian để nán lại nữa. Mười phút sau, nghiên thời thất đứng trong phòng thay đồ, đổi một bộ quần áo và phụ kiện đơn giản. Áo jean và quần dài thoải mái, mái tóc xõa sau lưng. Cô soi gương rồi lại tiện tay, lấy cái mũ lưỡi chai đội lên đầu. Một lát nữa còn phải trang điểm Cho nên cô không muốn ăn mặc quá phiền toái Vừa ra đến trước cửa Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn huy chat cho Tần Bách Duật Thập thất Tối nay em có công việc Không thể ăn cơm chung với anh Xong việc em sẽ trở về ngay Bắn tim Nghiên thời thất đứng trong phòng khách đợi 2 phút Anh không trả lời lại Cô hậm hực đặt điện thoại di động xuống xách túi sách định ra cửa mới vừa đẩy cửa phòng khách ra thì điện thoại di động lại rung lên một tiếng anh gửi tin nhắn tới ruột được đơn giản đến vậy cô bĩu môi trong màn hình định trả lời một câu nhưng sau khi gõ được mấy chữ thì lại xóa đi có lẽ anh ấy đang bận thôi vậy không nên nói nữa thì hơn ngoài cửa trong xe chuyên dụng lăng tử hoan hơi áy náy liên tục nhón mũi chân chốc chốc cô lại quan sát ngoài cửa sổ thấy nhiên thời thất vẫn luôn không đi ra sắc mặt không khỏi lo lắng nhìn về phía mục nghi đầu gỗ anh nói xem có phải thập thất gặp phải vấn đề khó khăn gì không mục nghi ngồi im nơi ghế lái nhìn cô qua gương chiếu hậu không biết lăng tử hoan hơi đờ ra khom lưng chui đến phía sau lưng ghế của anh ta bĩu môi vậy thì anh biết cái gì lúc ban nãy tôi có nghe thấy chị ấy nhắc tới chữ tiền có phải là thiếu tiền hay không lời này khiến mục nghi cạn lời lườm cô nàng một cái có thể sao tài sản của cậu tư sẽ để cho cô nghiên thiếu tiền à không chờ hai người tiếp tục nói nhiều nữa nghiên thời thất đã đi ra khỏi cửa rồi dạ tiệc từ thiện tư nhân được tổ chức ở dinh thự số 1. Dinh thự nằm ở chỗ giáp với đường Xuân Dương và đường Hải Hưng đi về phía Tây thêm 100 mét nữa. Là một tòa nhà độc lập, khung cảnh xung quanh yên bình và đẹp đẽ. Buổi dạ tiệc tư nhân này lấy đầu giá từ thiện làm chủ đề. Ý nghĩa là quyên góp tiền cho vùng núi nghèo khó. Người tổ chức là ông Đậu Túc Nguyên, một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước. Nghe nói ông ta còn đặc biệt, mời thị trưởng tôn của lệ thành đến dự nữa. Một bữa dạ tiệc dưới danh nghĩa tư nhân mà làm được đến mức này thì đúng là không tầm thường. 5 giờ 40 phút, nghiên thời thất đã đến dinh thự số 1 rồi. Nhờ vào tay nghề tuyệt vời của Đai Lần mà tối nay cô mặc một chiếc váy dạo hội cúp ngực ôm sát người. Càng tôn thêm vóc người cao gầy và phong thái uyển chuyển của cô. Chiếc váy dạo hội này kiểu mới mùa thu, của nhà VW. Màu sắc trên eo bó sát vô cùng xinh đẹp, phần dưới chính là lớp váy dài rủ xuống chấm đất. Mỗi bước đi, váy lụa mỏng lay động, lộ ra đường cong xinh đẹp. Cả tạo hình đều không thể tìm ra khuyết điểm. Chỉ di có vết thương bầm tím trên xương quai xanh và băng gạc trên cổ tay mà duy băng làm đồ trang sức cũng không thể che giấu được. Trước khi xuống xe, nghiên thời thất đã quan sát vết thương trên xương quay xanh và lớp băng gạc trên cổ tay mình rồi. Ừ, hiệu quả giống y như thật. Giờ cô đã tin rằng trước đây, Đai thật sự muốn học trang điểm cho người chết. Dạ tiệc từ thiện tư nhân không mời phóng viên. Trước dinh thự số 1 được trải thảm đỏ, chỉ có vài truyền thông nhà nước nhận được lời mời đang quay tư liệu sống. Cảnh tượng nhiên thời thất mang theo vết thương xuất hiện đã hấp dẫn đôi mắt của giới truyền thông dù sao thì cho tới tận bây giờ, sự kiện nghệ sĩ gây hại cho người khác vô cùng huyên náo. Mấy ngày trước vẫn còn giữ được độ nóng. Truyền thông nhà nước cầm máy quay phim thì nhau zoom vào vị trí bị thương của nghiên thời thất. Mấy nhà truyền thông cũng không hẹn mà cùng nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Nghiên thời thất được khen ngợi. Nếu không phải đang trong trường hợp hạn chế thì cô thật sự muốn gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam. Cảm ơn anh đã sắp xếp như vậy vì sao nấu đề tài và tin đồn cho cô mà đã vô cùng nhọc lòng một mình nhiên thời thất bước lên bậc thềm trước cửa dinh thự sau khi đưa thiệp mời trong tay cho nhân viên bảo vệ thì cô đã được hướng dẫn đi vào sảnh lớn bên trong bên trong dinh thự được bày trí rất khí khái dùng màu gốc của gỗ thật làm màu chủ đạo để lộ ra sự tinh tế và khí thế trong sảnh lớn đã có rất nhiều người đang tụ tập có ngôi sao lớn cũng có tinh anh trong giới thương nghiệp, một cảnh tượng rất hài hòa. Bóng dáng cao gầy của nghiên thời thất vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn được không ít ánh mắt của người trong nghề. Nhìn xem, vậy mà nghiên thời thất lại tới. Cô ấy là mang theo vết thương tới, vết thương phía dưới cổ rất là dễ thấy. Đúng là rất chuyên nghiệp, không biết quản lý của cô ấy nghĩ như thế nào nữa. Bị diệp tình ngoãn làm bị thương nặng như vậy, mà không nghỉ ngơi chăm sóc vết thương cho thật tốt còn để cô ấy tới tham gia tử thiện nào sao người quản lý sẽ quan tâm đến những việc này chứ chỉ cần lấy được tiền phí lên sân khấu thì ai mà quan tâm đến sông chết đâu mọi người đều trâu đầu ghé tai trong lòng nghiên thời thất cảm thấy buồn cười đi thẳng tới bàn ký tên đang chuẩn bị ký tên mình thì ánh sáng bên cạnh bỗng dưng tối sầm lại một bóng người đứng bên cạnh bàn cô cô vốn cũng chẳng để ý tới nhưng đối phương lại mở miệng đã bị thương thành như vậy rồi mà sao thành nghiệp nam còn để em đến tham dự nữa nghiền thời thất nghe thấy giọng nói này thì không kìm được mà thở dài bùi đường đúng là âm hồn không tan mà sau khi ký tên xong cô đứng thẳng dậy sâu kín nhìn đối phương với một ánh mắt anh rảnh quá mấp máy môi nói đây là việc của tôi lời trong lời ngoài đều không liên quan tới anh. Đôi mắt bùi đường tối sầm lại, dường như chứa đầy chua xót bước nhanh muốn đi tới gần cô nói. Tiểu thất, giữa chúng ta nhất định phải thành ra như vậy sao? Thành dạng nào? Lời nói này của anh ta khiến nghiên thời thất rất có ác cảm. Có thể thấy được cô lùi về sau một bước, kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Ánh mắt hờ hững, xen lẫn nghiền ngẫm, anh Bùi, nơi này không có người ngoài, anh nên dẹp hình tượng thâm tình đó đi được rồi nhỉ? Vì lời nói của nghiên thời thất mà ấn đường của Bùi Đường nhíu chặt lại, anh ta nhìn khoảng cách bị cô kéo giãn ra mà đôi môi mỏng cong thành nụ cười yếu ớt tự diễu. Tiểu thất, trước đây em không phải như vậy. Trước đây, đôi mắt ngập ánh nước của nghiên thời thất nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo ưu buồn của bùi đường cô khẽ cười rồi thở ơ nói anh đang hoài niệm quá khứ với tôi đó hả vậy có cần tôi nhắc cho anh nhớ những chuyện mà trước đây anh và kiều Phỉ bạch đã làm không còn muốn đếm tường tận từng cái một không bùi đường im lặng trong trường hợp như vậy nhân thời thất cũng không muốn phí lời với anh ta nữa cô mỉm cười chớp mắt bước đi về phía phòng đấu giá hờ sành lớn dưới ánh mắt u ám tối đen của bùi đường Hội đấu giá tối hôm nay có chuẩn bị 8 vật trưng bày để đấu giá. Tất cả đều được trưng bày bên trong bục triển lãm của phòng đấu giá. Mỗi một món đồ triển lãm đều đặt trong tủ kính thủy tinh, lộ ra vẻ quý giá hiếm thấy. Cô vừa đi tới trước một bức tranh sơn thủy được treo rất cao trong phòng đấu giá thì đã có người gọi tên cô từ phía sau lưng. "Nghiên Thời Thất." Lại là một giọng nói quen thuộc. Nghiên Thời Thất xoay người lại, đối mặt với ánh mắt giò xét của lăng mật. Cô ta mặc một bộ vest trông có vẻ chín chắn, chậm rãi đi tới. Tóc bới lên thành búi như phụ nữ trưởng thành. Chỉ là ánh mắt vô cùng có tính công kích đó đã phá hủy đi bề ngoài của cô ta rồi. Bên trong phòng đấu giá, người đến người đi. Lăng mật từ xa xa nhìn cô, rồi dùng âm thanh vừa đủ nói. Không phải cô bị thương sao? Vậy mà cũng tới tham dự dạ tiệc từ thiện. Âm thanh này vang lên trong phòng khách yên tĩnh, đã thu hút được không ít người ghé mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn chiếu sợi của phòng triển lãm, bóng dáng đoan trang, tao nhã của Nghiên Thời Thất đứng trước bức tranh trông giống như người đẹp nhập vào bức họa, vừa nhanh nhẹn lại uyển chuyển. Hình ảnh này kích thích tới nỗi Lăng Mật không mở nổi mắt. Sự chán ghét với Nghiên Thời Thất cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Nghiên Thời Thất nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Lăng Mật, thì giơ tay lên vuốt dây duy băng trên cổ tay phụ họa gật đầu không sao tôi cũng muốn cố hết sức vì từ thiện lăng mật cười lạnh không ưa được dáng vẻ thuận thế mà leo lên này của cô cô ta đi từng bước tới trước mặt cô hơi chồm người tới như có điều suy nghĩ cô nghiên có bị thương hay không thì trong lòng tôi và cô đều biết rõ cô nói lời như vậy không thấy xấu hổ sao Rốt cuộc trong trường hợp không có tần bách ruột như tối hôm nay thì lăng mật đã không còn giả vờ nữa rồi sao? Đây mới thật sự là cô ta nhỉ? Thiên kim tiểu thư ngồi tiếp trên cao của nhà họ lăng thì sao có thể là một con thỏ trắng thuần khiết được? Nghiên thời thất dương mắt lên nhìn cô ta. Đôi gò má trắng trèo sạch sẽ như son lộ ra một nụ cười vô tội. Tại sao lại thấy xấu hổ? Trên mạng đều biết chuyện tôi bị thương mà. Cô vừa dứt lời thì lăng mật đã cười chế giễu nhướng mày lên tiếng. Cô không sợ bị vạch trần sao? Vết thương trên người làm giả như vậy, cô cho là mọi người đều không nhận ra sao? Ừ, đúng là mọi người đều không nhận ra. Nếu nhận ra được thì chắc chắn là do cô nói. Nhân thời thất cười hiếp mắt đáp lại, giọng điệu cứ như thật vậy. Lăng mật, Sao cô ta lại quên mất bản lĩnh trả đũa của nghiên thời thất chứ? Hô hấp của cô ta hơi không thông, đôi mắt có vẻ tức tối. Ngay tại lúc tầm mắt hai người giao nhau, thì phía cửa sảnh lớn lại có tiếng xôn xao truyền đến. Lăng mật nghe thấy âm thanh đó thì lập tức bật cười. Đừng có vui mừng quá sớm, tương lai chúng ta còn dài mà. Lời nói này mang ý nghĩa khác. Nghiên thời thất rủ mắt nhìn lăng mật cô cong môi lên mỉm cười nói vậy thì chờ cô lăng tương lai còn dài muốn thấy cô sợ hãi sao không có khả năng cuộc trò chuyện đến đây nhân thời thất vừa hơi ngước mắt lên thì đã thấy ở lối vào phòng đấu giá có bóng dáng của một nhóm ba người bị vây quanh đang dần dần hiện ra mà ngay tại lúc này lăng mật cũng tao nhã đổi hướng đi về phía đó ở đằng xa Nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cửa sảnh, Bùi Đường vẫn luôn quan sát nghiên thời thất, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô. Lối vào của phòng triển lãm, được ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào, cùng với đám người bị vây quanh, đang từ từ đi vào bên trong. Ánh mắt của nghiên thời thất không hề bất ngờ, rơi trên dáng hình của người đàn ông. Ba người tần bách duật, kiều mục, hàn vân đình kề vai nhau xuất hiện. Bề ngoài của cả ba người đều anh Tuấn xuất sắc. Thân hình cao lớn vạm vỡ, một khi đi vào bên trong là lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mấy vị này đại biểu cho thân phận cậu chủ có quyền thế điển hình trong các gia tộc nhà giàu ở Lệ Thành. Rất nhiều người nóng lòng muốn tìm cơ hội tiến lên trò chuyện, làm quen với bọn họ. Trong đó không thiếu các ngôi sao sáng trong giới được mời đến. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và ham muốn lúc này ông đậu túc nguyên mặc bộ quần áo kiểu tôn trung sơn màu xám đi từ hành lang phía sau đến sảnh nghe thấy âm thanh ông ta bèn nhìn theo hướng mà đám người đang dừng chân khi thấy được bóng dáng của bọn họ thì ông ta mỉm cười đi tới mấy cậu nhóc này đều tới cả à động tác của ba người gần như là cùng một lúc khẽ khom người rồi đồng thanh chú đậu Cảnh tượng này khiến cho nghiên thời thất đứng ở trong phòng khách, nhìn ra ngoài, khẽ nhướng mày lên. Bọn họ quen biết đậu túc nguyên. Chú đậu, còn có cháu nữa. Lời này là của lăng mật. Cô ta dẫm tẩy cao gót, đi tới bên chỗ mấy người họ, cười khanh khách, đứng vào bên cạnh tần bách giật. Tiểu mật cũng tới hả? À? Hoan nghênh, hoan nghênh, đã lâu rồi không gặp các cháu. Tối nay phải uống một ly với chú đấy. Đậu Túc Nguyên đã hơn 50 tuổi, tóc mai nhuộm trắng như tuyết, thân là một nhà từ thiện nổi tiếng trong nước. Ông mang mắt kính vuông vắn, trong lúc nói cười thì nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng. Mặt mũi mang đến cảm giác rất hiền lành. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tầm mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật xuyên qua bóng người, nhìn về phía nghiên thời thất. Vừa mới nhìn là anh đã khóa được cô vào trong tầm mắt, xuyên thấu qua ánh mắt ngưng trọng của mọi người lại chậm rãi rơi vào trên người cô. Cái người dùng tư thế bầu bạn đứng bên cạnh cô thật là chướng mắt. Đôi mắt anh lại càng trở nên tối tăm. Thấy nghiên thời thất ném tới một ánh mắt mang ý cười thì đường nét lạnh lùng nghiêm nghị lại nhiễm thêm một tầng sương mù. Hửm, sao lại mất hứng rồi? Nghiên thời thất thấy rất rõ chỉ trong chớp mắt mà sắc mặt của anh đen xì đi. Cô chớp mắt theo bản năng rời mắt nhìn sang bên cạnh mình vừa nghiêng đầu thì hình ảnh bùi đường đang đứng bên cạnh bất ngờ đập vào mắt. Anh ta tới lúc nào? Đúng là âm hồn không tan mà. Em đang ở bên anh ta à? Con người đen tối của bùi đường không nhìn thấy đáy. Anh ta đứng nghiêng phía sau cho nên đã bắt được tầm mắt của cô và tần bách ruột giao nhau. Điều này khiến cho anh ta nhớ lại bài đăng Weibo của cô trước kia. Từ góc nhìn của anh ta thì dường như người đàn ông nấu cơm trong hình đã dần dần trùng khít với dáng người của Tần Bách Duật rồi. Chẳng trách, sao cô lại lạnh nhạt với anh ta như vậy? Hóa ra là đã leo lên được một người có địa vị cao. Nhân thời thất rời bước, đi vòng qua anh ta, hờ hững để lại một câu. Không liên quan đến anh. Tiểu thất. Bùi đường nhìn theo bóng lưng của cô, đè thấp giọng nói sau lưng cô. Em cứ trả đạp bản thân như vậy sao? anh ta có thể cho em cái gì hợp đồng đại diện thương hiệu hay là lời mời đóng phim nếu em muốn thì anh cũng có thể cho em nghe anh mới có quỷ nhân thời thất vốn không có ý định dây dưa với anh ta nhưng vô hình chung trong lời nói tràn đầy châm chọc chế giễu lần này của anh ta cũng bôi nhọ cả tần bách ruột gương mặt cô vô cùng lạnh lùng đi hai bước làn váy lay động chậm rãi đứng yên lại quay đầu lại nhìn Bùi Đường với một ánh mắt mỉa mai. Ngoại trừ có thể cho tôi một câu chuyện cầu huyết của anh và người quản lý ra, thì anh còn có thể cho tôi cái gì? Cô chán ghét, rõ ràng như vậy mà anh ta không nhận ra được sao? Nghe thấy vậy, hô hấp của Bùi Đường đông cứng lại, giơ tay tiến lên, tình cảm nồng nàn chân thành nói: "Tiểu Thất, những chuyện đó đều đã qua hết rồi." chỉ cần em đồng ý thì anh có thể cho em thân phận bà bùi phì ai thèm chứ gương mặt của nghiên thời thất vẫn không có cảm xúc nhìn anh ta xin lỗi tôi đã kết hôn rồi để phòng ngừa anh ta lại tiếp tục dây dưa cho nên nghiên thời thất không hề do dự ném một đòn sát thủ ra không còn cách nào khác có người cứ thích giả ngu mà bùi đường nghe thấy câu nói này của cô thì chân mày lập tức nhú chặt lại, giọng điệu chứa đựng thương tiếc. Tiểu thất, trước đây em sẽ không tìm kim chủ cho mình. Chắc em sẽ không cho rằng ở bên anh ta thì em thật sự có thể gả vào nhà họ Tần chứ. Em cho rằng nhà họ Tần sau lưng anh ta sẽ cho phép em bước vào cửa nhà họ sao? Em ngây thơ quá rồi đó. cung phản xạ của bùi đường bị trúng độc rồi sao? Bây giờ cô chẳng những là đã qua cửa mà chỉ còn thiếu nước công khai nữa thôi. Trong lúc này, ở phía trước buộc triển lãm trong phòng bán đấu giá, bùi đường từng bước ép sát tới, hai con mắt từng được gọi là mắt điện của anh ta nhìn chằm chằm nghiên thời thất tựa như là tình yêu triền miên vô tận vậy. Khiến cho cô vô cùng chán ghét. Những thứ như bạn trai cũ này đúng là sinh vật không nên tồn tại mà nghiên thời thất thở dài vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào mắt bùi đường tôi nói tôi đã kết hôn rồi anh nghe hiểu không còn nữa cho dù tôi có tìm kim chủ thì cũng sẽ không tìm anh đã nghe rõ chưa không phải tất cả mọi người đều sống trong quá khứ như anh đâu anh đế bùi à nói dứt lời nghiên thời thất cười lạnh nhìn anh ta rồi xoay người đi về phía hội trường diễn ra hội đấu giá trên tầng 2. Rốt cuộc, là ai cho bùi đường sự tự tin là cô còn có thể nối lại tình xưa với anh ta vậy? Sự tự tin vô cùng kỳ diệu. Hội trường tổ chức buổi đấu giá từ thiện nằm ở tầng 2 của dinh thự. Khác với ánh đèn sáng rực chói mắt dưới lầu, thì ánh đèn nơi này được bố trí rất đặc biệt. Toàn bộ chùm ánh sáng đều chiếu lên trên bục đấu giá chỗ ngồi phía dưới được sắp xếp có thứ tự. Chỉ mấy tia sáng vàng nhạt, dọi xuyên qua. Nghiên thời thất đi lên từng bậc thang bên cạnh bức tường dinh thự. Mới vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt nối liền thì khuỷu tay cô đã bị siết chặt. Bỗng dưng bị người nào đó dẫn tới một góc tối tăm. Tình huống đột ngột xảy ra khiến cô muốn dãy rủa phòng bị. Nhưng đúng lúc này thì bên tay cảm nhận được một luồng hơi nóng bỏng phả đến. Nghe nói bà Tần định tìm kim chủ hả? Hơi thở nóng vòng đến độ, cô phải co rúm cổ lại ngay lập tức. Giọng nói quen thuộc lọt vào tay, eo cũng bị anh siết chặt trong tay. Nhìn thời thất thà lòng người, nhẹ nhàng tiến vào lòng anh, hít vào hương vị mát lạnh trên người anh. Đoán rằng có lẽ anh đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và bùi đường. Cô bèn duỗi tay, khẽ gãi lên cổ áo sơ mi của anh. Tổng giám đốc Tần, anh không phải là kim chủ của em sao? Vừa nói dứt lời, cô đã cảm thấy lòng bàn tay kề sát sau eo cô càng siết chặt hơn. Nói chuyện với anh ta, vui lắm à? Ha, ghen rồi. Nhiên thời thất lắc đầu như thật, tựa lên vai anh sâu kín nói. Không vui, em chỉ thích nói chuyện phiếm với anh thôi. Giọng nói của cô vừa nũng nịu, lại mang theo một chút háo hức tiến tới khóe môi anh hôn một cái. Không phải cô chột dạ, chỉ là không muốn anh tức giận vì bùi đường mà thôi. Loại quá khứ mà gió thổi qua không còn dấu vết thì không nên trở thành đề tài khiến bọn họ không vui. Anh không lên tiếng, trái lại quý người, hôn một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Lúc được anh buông ra, vì thiếu oxy mà hô hấp của Nghiên Thủy Thất hơi gấp gáp. Cô liếc nhìn xung quanh, thầm cảm khái còn may là chỗ này khuất bóng sau cầu thang. Đa số khách khứa đi lên tầng sẽ không dừng lại ở đây. Nếu không thì tình cảnh hai người ôm hôn bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì có tiếng trêu chọc khiếm nhã từ chỗ rẽ ngoặt truyền đến. Hai người xong chưa? Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy. Ha ha, khách khứa sẽ không dừng chân ở chỗ này nhưng không thể cản được có người thích nghe lén trên góc tường tần bách duật buông nhiên thời thất ra cũng cùng lúc mượn ánh sáng tối tăm để lau sạch lớp son bị lem quanh môi cô lúc nắm lấy tay cô đi ra anh còn lạnh lùng liếc kiều mục một cái không để ý tới anh ta nữa kiều mục hầm hực sờ mũi mình xoay người đi theo phía sau hai người họ không chịu được cô đơn mà nói vừa rồi chú đậu có tìm cậu đấy đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc thì đi tụ họp với chú ấy không ừ chú ấy đang ở đâu Kiều mục dẫm xài ra bước lên bậc thang cuối cùng của tầng hai biễu môi về phía ban công khu nghỉ ngơi ở phía trước bên đó kìa vừa nói dứt lời anh ta đã nhìn thấy tần bách duật dắt nghiên thời thất đi về phía ban công chợt vội vã công khai thân phận như vậy sao đúng là chán ghét bây giờ yêu đương đều ngọt ngào như vậy à